Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay Thời sự 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Thủ tướng đăng kiểm ô tô, cơ chế sinh ra tiêu cực. Kính thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý, ngành giao thông cần rút kinh nghiệm, xem xét, tổ chức lại, không để tình trạng ô tô xếp hàng cả đêm chờ đăng kiểm. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết Bộ Giao thông Vận tải chiều ngày 13 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo điều hành quyết liệt, điều hành chắc tay, nắm chắc vấn đề để triển khai công việc. Các cục, vụ và cuộc toàn diện quyết tâm thực hiện bằng được nhiệm vụ dù gặp nhiều khó khăn. Riêng năm 2022, trong thời gian rất ngắn, Bộ Giao thông Vận tải đã rốt ráo, phối hợp, làm hàng ngày làm đêm, đạt được nhiều kết quả nổi bật, hoàn thành cả núi công việc như trình chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư 6 dự án quan trọng quốc gia. Đảm bảo điều kiện khởi công đồng loạt 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2021-2025, với tỷ lệ giải phóng mặt bằng được bàn giao đạt tới 70% chỉ trong một năm, thay vì mất 3-4 năm so với các dự án trước. Ba dự án thành phần cao tốc Bắc Nam bao gồm Mai Sơn, Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo, Phan Thiết, Phan Thiết, Dầu Dây đã cơ bản đưa vào thông xe kỹ thuật đúng kế hoạch. Nếu nhiệm kỳ trước, các nguồn vốn được huy động cho hạ tầng giao thông chỉ đạt 136.000 tỷ đồng, thì nhiệm kỳ này con số huy động được là gần 500.000 tỷ đồng. Dù vậy, Thủ tướng cũng cho rằng bên cạnh cái được vẫn còn nhiều cái chưa được. Những cái chưa được nhức nhối, kéo dài nhiều năm. Nhắc đến một trong các tồn tại, theo Thủ tướng, xảy ra vụ đăng kiểm ô tô là do cơ chế sinh ra tiêu cực, không bắt thì không được. Nhưng bắt được thì công an mất nhiều thời gian công sức, xét xử, mất người, mất uy tín. Thủ tướng nêu và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cần rút kinh nghiệm, xem xét tổ chức lại đăng kiểm. Không thể để cái bình thường thành cái bất bình thường. Ô tô xếp hàng cả đêm chờ đăng kiểm. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải phải xem xét, xử lý, nhưng phải bình tĩnh, chắc chắn, khắc phục bằng được những hạn chế bất cập vừa qua. Cần phải rút kinh nghiệm, kiểm điểm sâu sắc, xử lý sai phạm, đồng thời phải có tư duy, cách nghĩ, cách làm mới, không để xảy ra tình trạng này nữa. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, ngành giao thông đã đạt rất nhiều thành tích trong thời gian vừa qua, song ông cũng nêu hai tồn tại hạn chế rất lớn của ngành. Tồn tại thứ nhất là một số cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam đã vi phạm đạo đức cán bộ, tự diễn biến, tự chuyển hóa để xảy ra vi phạm rất nghiêm trọng. Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh và Công an một số địa phương bắt giữ một số cán bộ Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm. Thứ hai là việc một số dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 1 2017-2020 không về đích đúng tiến độ. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết đã rút kinh nghiệm, đưa ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp để triển khai, khắc phục các tồn tại hạn chế để hoàn thiện nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, giải quyết sớm các vướng mắc hiện nay, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, tham ô, tham nhũng, đảm bảo tiến độ và chất lượng của dự án. Với hoạt động vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ và sản lượng vận tải, phối hợp các bộ ngành liên quan để triển khai giải pháp hiệu quả giảm tải tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, xử lý nghiêm xe quá khổ quá tải. Nhức nhối nạn phòng khám vẽ bệnh moi tiền. Tình trạng phòng khám vẽ bệnh moi tiền của bệnh nhân vi phạm các quy định khám chữa bệnh vẫn đang là vấn đề nhức nhối tại thành phố Hồ Chí Minh. Lợi dụng những bệnh nhân có dấu hiệu bị mắc các căn bệnh tế nhị, khó nói đến thăm khám. Những nhân viên của các phòng khám này đã vẽ ra bệnh để thuyết phục bệnh nhân phải điều trị với số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Đã có nhiều người là nạn nhân của các phòng khám này. Phòng khám vẽ bệnh làm tiền bệnh nhân. Tin vào lời quảng cáo là phòng khám đạt tiêu chuẩn quốc gia, được sự phê chuẩn của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, một người phụ nữ đến khám thì được chẩn đoán bị lộ tuyến tử cung. Vì bị dọa vô sinh, chị đã chấp nhận điều trị. Phòng khám đã tiến hành đốt lộ tuyến và kê thuốc truyền uống cho chị. Chi phí điều trị dài ngày đã lên hơn 16 triệu đồng, với đống hóa đơn mà mãi không thấy hết. Khi thấy càng đau, chị đến bệnh viện khám thì mới biết đó chỉ là tình trạng sinh lý, chỉ cần rửa nước muối là khỏi, không cần phải cắt, đốt. Bệnh nhân cho biết cảm giác bị lừa mà mình phải chịu đau gần 2 tuần lễ mà điều trị hoài không hết. Trong lúc đó mình cũng đang thất nghiệp, rất không có lương tâm. Người ta đã bệnh, không có tiền mà cứ làm tiền vậy hoài. Mười mấy triệu đó mình đã dành dụm mấy tháng trời mới có số tiền đó. Những hóa đơn điều trị hàng chục triệu đồng khiến một người thanh niên khác bàng hoàng. Có nhu cầu khám sức khỏe sinh sản, anh tìm đến một phòng khám, các chỉ số xét nghiệm bình thường, nhưng anh lại được tư vấn phải cắt bao quy đầu để tránh viêm nhiễm. Đánh vào tâm lý không điều trị sẽ vô sinh, các phòng khám vẽ bệnh moi tiền, xâm phạm đến sức khỏe của người bệnh.
Nguy hiểm là mỗi ngày có rất nhiều bệnh nhân đến thăm khám tại các phòng khám này, để rồi bệnh không hết mà lại đổ nợ lên đống hóa đơn. Chiêu thức vẽ bệnh làm tiền bệnh nhân. Có những người không mắc bệnh, chỉ thay đổi cách sinh hoạt chăm sóc bản thân là khỏi, nhưng đã bị chỉ định phải làm tiểu phẫu mất hàng chục triệu đồng, vừa mất nhiều tiền vừa phải chịu đau đớn mà bệnh thì ngày càng nặng hơn. Điều đáng nói là một số phòng khám này mặc dù đã bị Sở Y tế tước giấy phép khám chữa bệnh nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động và tiếp tục cách thức vẽ bệnh để làm tiền bệnh nhân. Trước những phản ánh của người bệnh, nhóm phóng viên Chuyển động 24 giờ đã thâm nhập một số phòng khám đang bị tước giấy phép để tìm hiểu những chiêu thức làm tiền này. Phòng khám đa khoa quốc tế có địa chỉ tại số 221 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, dù đã bị tước giấy phép khám chữa bệnh 2 tháng nhưng vẫn mở cửa đón bệnh nhân như thường. Trong vài bệnh nhân giả là bị tiểu dắt, chúng tôi đã vào cơ sở này để khám bệnh. Ngay lập tức, một người không rõ chức danh vì không đeo bảng tên đã chỉ định các xét nghiệm siêu âm chỉ sau vài phút thăm khám. Một danh sách xét nghiệm được đưa ra với tổng chi phí lên đến gần 3 triệu đồng. Mặc dù đang bị tước giấy phép hoạt động, nhưng hoạt động xét nghiệm vẫn diễn ra bình thường. Chưa đầy 20 phút sau khi xét nghiệm và siêu âm, từ một người không hề có bệnh, phóng viên được nhân viên phòng khám này kết luận là bị viêm đường tiết niệu với lời cảnh báo phải chữa trị lâu dài. Chi phí được báo là khoảng 10 triệu đồng cho 5 lần điều trị. Còn tại phòng khám đa khoa Hồng Phong, ở số 160-162 Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, sau lớp cửa nửa đóng nửa mở, nơi đây vẫn đón bệnh nhân dù còn trong thời hạn bị tước giấy phép khám chữa bệnh 4 tháng. Sau khi được yêu cầu thực hiện siêu âm, xét nghiệm, phóng viên được hướng dẫn vào căn phòng được trang bị như phòng phẫu thuật. Cũng giả bị tiểu dắt, nhưng ở đây, phòng khám này kết luận bệnh tình của phóng viên đã ở mức trầm trọng. Một căn bệnh không hề có thật, nhưng kinh phí điều trị thì ở mức tiền triệu. Khi được trả lời là không có sẵn tiền, nhân viên phòng khám đề nghị phóng viên gọi điện cho người quen để thuyết phục vay tiền. Như một nhân viên bán hàng cần chốt đơn sớm, những chiêu khuyến mại được tung ra khi không thuyết phục được người quen của bệnh nhân cho vay tiền. Những mức giá tưởng như rất hời đó, nhưng thực chất là những chiêu vẽ bệnh moi tiền của bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, trưởng khoa phụ sản Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, người thường xuyên tiếp nhận những nạn nhân của các phòng khám này cho biết, nhiều bệnh nhân có tình trạng sinh lý chưa cần phải điều trị nhưng bị các phòng khám này vẽ thành bệnh lý. Sau những cánh cửa phòng khám này, chẳng khác nào những cái bẫy đã giăng sẵn và bệnh nhân là những con mồi để làm tiền. Bất chấp bị tước giấy phép, những phòng khám này vẫn ngang nhiên vẽ bệnh, dọa bệnh, biến người không có bệnh thành người bị bệnh để lấy tiền điều trị. Việc làm tiền bất chấp, coi thường sức khỏe và tính mạng của người bệnh đã gây ra những bức xúc của các bệnh nhân. Trước những bằng chứng của phóng viên Chuyển động 24 giờ, Thanh tra Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thành lập đoàn kiểm tra và đã phát hiện nhiều hành vi vi phạm tại các phòng khám này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. We'll be right back.